Trước thông tin giá đấu trên thị trường hiện nay dễ có hóa chất kích thích, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều bạn nội trợ đã chọn cách tự làm giá hay rau mầm cho bữa ăn trong gia đình. Tuy nhiên nếu làm thủ công thì sẽ khá tốn thời gian, còn làm bằng máy của nước ngoài sản xuất thì đôi khi vẫn chưa được như ý mà giá thành lại cao. Một thiết bị làm giá mới đơn giản, rẻ tiền, có thể giúp người dùng tự làm giá nhanh và tiện lợi. Đó là sáng chế của một giảng viên Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai lạng đậu xanh cho kết quả là 1,5 đến 2 kg giá, không hề có bất kỳ loại chất kích thích nào nhưng làm giá cho năng suất cao. Đó chính là nhờ sản phẩm mới, thiết bị làm giá đỗ. Cô Phạm Thị Chi ở xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội trước đây vẫn làm giá theo phương pháp truyền thống để bán ở ngoài chợ. Gần đây, cô thử nghiệm với sản phẩm mới này, trước tiên là để sử dụng cho bữa ăn gia đình. Nhận thấy năng suất và chất lượng đạt hơn hẳn so với phương pháp truyền thống làm trong lu khảm, cô đã quyết định chuyển sang làm giá bằng thiết bị mới này để mang ra chợ bán. Thật bất ngờ khi mặc dù bán cao hơn giá cũ trên thị trường từ 2 đến 3 giá, nhưng vì đảm bảo chất lượng, không dùng chất kích thích nên bà con vẫn ủng hộ. Chất lượng của cái giá này, kể cả là ăn sống cho đến làm chín thì chất lượng của cái giá này ăn rất là ngọt và thơm. Làm giá của thủ công truyền thống thì nó chỉ 5 lạng thôi. Thế nhưng bây giờ ra cái hệ thống làm giá này, cứ đỗ này ngâm xong rồi cho vào cái hệ thống làm giá này, ta làm sẽ được 7 đến 8 lạng giá một lạng đậu. Sản phẩm thiết bị làm giá đỗ là sáng chế của anh Đỗ Ngọc Trung, giảng viên Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Vốn quê ở làng Trung Hà, một trong những làng làm giá lớn nhất thủ đô, anh hiểu được quy trình làm giá và những vấn đề khúc mắc trong quá trình làm. Trong quá trình tìm hiểu thị trường, Trung thấy rằng là phần lớn rau giá ngoài thị trường là có sử dụng hóa chất để kích thích cho nó phát triển nhanh, cho nó không có dễ để làm cho rau giá mập và thẩm mỹ được độ thẩm mỹ cao. Và khi đó thì bà con mình lầm tưởng rằng đấy là rau giá sạch và mua về ăn. Chính vì vậy mà Trung đã nghĩ rằng Trung phải thiết kế ra một thiết bị đơn giản, dễ sử dụng và có thể đưa được sản lượng chất lượng cao nhất cho người dùng. Để giá đỗ phát triển tốt và đảm bảo dưỡng chất, cần đảm bảo các yếu tố về độ ẩm, đủ nồng độ oxy, đồng thời thoát nhanh khí CO2 và đặc biệt là phải che kín hoàn toàn ánh sáng. Thiết bị làm giá này được làm bằng nhựa PP đảm bảo an toàn thực phẩm, được thiết kế nhỏ gọn phục vụ trong gia đình. Mỗi lần có thể làm 2 kg đỗ xanh, có thể cho từ 1,5 đến 2 kg giá đỗ sau 4 ngày mà hoàn toàn chỉ dùng nước sạch. Người dùng vẫn phải tự tay tưới nước cho giá từ 2 đến 3 lần một ngày, đóng nút lại cho đỗ ngậm nước rồi mở nút để xả nước cho thoáng khí. Hiện nay thì có rất nhiều các bà, các mẹ, các chị thích tự làm giá, tự làm rau mầm ở nhà. Không chỉ là có giá sạch và rau sạch đảm bảo cho bữa ăn của gia đình, mà cái việc nhìn thấy giá hàng ngày, mỗi ngày lớn lên như thế nào cũng là một cái điều khá là thú vị. Và với cái thiết bị đơn giản như thế này thì có lẽ là từ giờ công việc này của các chị sẽ tiện lợi hơn. Đây là có hai cái tên này được thiết kế so với nhau, nhưng khi mà đặt lên nhau thì đã che được ánh sáng. Nó kín ánh sáng nhưng không kín khí mà vẫn thoát nước tốt. Thì đây là một cái đặc điểm mà rất cần thiết để cho rau giá phát triển được tốt. Cái lò xo này thì mình có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Thay cho việc bà con mình sử dụng cái phương pháp cổ truyền ấy, là phải dùng nan tre để tạo nên độ nén. Thì đây là cái lò xo bằng inox 304, hoàn toàn là không gì có thể thay cho cái nan tre được, đảm bảo độ nén, mình có thể điều khiển được độ nén và an toàn cho sức khỏe. Đây là giá đã 4 ngày tuổi rồi đúng không ạ? Và có thể ăn được ạ? Thường thì lớp lên trên cùng thì giá nó sẽ ngắn nhất và nó bé hơn một chút. Thế là do cái đặc thù của thiết bị này thôi. Tuy nhiên thì chất lượng thì vẫn đảm bảo. Và sau đó cái lớp thứ hai thì sẽ thấy nó to hơn. Đúng là giá có vị giòn và khá là ngọt. Và với một cái thiết bị mà làm giá này có thể đơn giản như thế này thì có lẽ là tôi sẽ về và làm cho gia đình của mình. Dù mới đưa sản phẩm ra thị trường khoảng một tháng nay, nhưng anh Trung đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bà nội trợ. Đến nay đã xuất xưởng được hơn 3.000 sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, anh đang dự kiến mở rộng sản xuất với mong muốn mỗi gia đình sẽ có một thiết bị để tự làm giá và cung cấp giá sạch cho bữa ăn cùng gia đình mình. Khi mà Trung nghiên cứu những cái thiết bị ở ngoài thị trường ấy, thì có rất nhiều loại thiết bị của nhiều nước trên thế giới đã có để làm rau giá. Thì độ ẩm thì các thiết bị đó đảm bảo rất là tốt. Họ có những thiết bị sensor đo độ ẩm nhiệt độ rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì cái mà độ né, độ che chắn ánh sáng thì lại kém. Và khi mà thiết bị không che chắn được ánh sáng thì quá trình tổng hợp dinh dưỡng rau giá trở thành quá trình là quang hợp, không phải là hô hấp nữa. Và quá trình đấy thì hoàn toàn làm cho dinh dưỡng rau giá trở nên là kém hơn. Cho nên ăn nó sẽ không được ngọt. Và đặc biệt là rau giá nó sẽ dài, phát triển thành lá mầm, lá có thể màu thành màu xanh. Vì nó có quá trình quang hợp trong đó rồi.
Những người phụ nữ ở xã Cự Khê làm việc cho anh Trung cũng chính là những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm của anh. Nói chung từ ngày có cái máy này là chúng tôi sử dụng luôn và làm nó hiệu quả hơn mà nó sạch sẽ hơn. Trước thì cô cũng mua giá nhưng mà về cô ngâm lâu lắm mà cô ăn cô vẫn sợ, nhưng bằng cái này thì cô cũng cảm thấy cô chả cần gì cả, cứ thế là rửa qua là cô ăn là không lo lắng gì cả. Một thiết bị đơn giản nhưng anh Trung cũng phải nghiên cứu các loại máy làm giá và thử nghiệm nhiều lần, mất hơn một năm mới tìm ra giải pháp tối ưu. Với giá thành hơn 200.000 đồng một sản phẩm, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho nhiều bà nội trợ.